Rao ý lễ xin trong tuần, một gia đình xin cầu ơn bình an và ơn trở về với Chúa. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin lễ cầu ơn bình an cho cộng đoàn. Một gia đình xin một lễ tạ ơn nhằm ngày birthday, một lễ cầu cho linh hồn Maria. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Maria, linh hồn Đa Minh, 10 lễ cho hai linh hồn do An Kim. Và giờ đây xin kính mời quý cụ, quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp thông thánh lễ. Cả trái đất nào tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng dân thân ráng người, hay dâng người lời ca tùng tôn vinh. Alleluia. Con xin chào toàn thể quý ông bà và anh chị em, đặc biệt quý ông bà và anh chị em trong cộng đoàn Đức Mẹ Na Vang ở Winchester. Một lần nữa chúng ta tụ họp ở nơi đây để dâng lên Chúa tất cả những hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta, và đặc biệt chúng ta cũng dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện từ trong đáy lòng của chúng ta trong những cái thời gian bệnh dịch, trong những thời gian chúng ta đang thiếu thốn đủ mọi bề, và đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn trong gia đình. Vậy thì giờ đây con xin quý ông bà và anh chị em chúng ta dâng tất cả những ý chỉ đó lên cùng với Chúa để hiệp thông với con chúng ta tham dự thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thư nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Con đường
cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô đứng chung với nhóm 11 lớn tiếng nói với dân chúng rằng: Thưa anh em, miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Jerusalem, xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em, và để chứng thực sứ mệnh của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiên và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Quả vậy, vua David đã nói về người rằng: Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng, vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti, cũng không để vị thánh của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhan. Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ David rằng: Người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người, nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ti, và thân xác người không phải hư nát. Chính Đức Giêsu đó Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần, đã hứa để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe.
Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Lạy Chúa, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn nấu. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sông. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường lòng ra nhăn như con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng ra hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn, vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sông. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sông. Trước thân nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sông. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, Thiên Chúa là đứng không vì nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi người là cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của trống hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của con chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitô, người là Đấng Thiên Chúa, đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa Giêsu, xin mở trí cho chúng con hiểu lời kinh thánh, và khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.
Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Kitô tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleophas trả lời, chắc ông là người duy nhất chú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giê-xu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giê-xu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói, trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và các thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đứng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà đã nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giê-xu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một số quý ông bà và anh chị em biết thông thường hàng năm con về bên Việt Nam ít nhất là một lần. Thì mỗi lần con về như vậy thì con hay đi thăm những cái nơi từ thiện mà con, thì mỗi một lần con đi như vậy thì thật sự ra khi mà con đến con gặp họ thì họ không biết con là một vị linh mục, và hơn nữa họ cũng rất là ngạc nhiên khi vì sau này họ biết ra là con là linh mục và con cũng là người sáng lập Thành Đô Thiên Chúa. Và thật sự ra đối với con điều đó không ngạc nhiên gì cả, là bởi vì kính thưa quý ông bà và anh chị em, họ không có biết con là ai. Và thật sự ra khi họ nhìn con thì họ cũng nghĩ rằng con cũng là một người vẫn còn trẻ. Và chính vì thế người ta không nghĩ rằng con là người làm những cái việc đó.
Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay trong bài phúc âm, một cách nào đó nhắc nhở cho từng mỗi người chúng ta, chúng ta là những ai trong bài phúc âm hôm nay? Có phải chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô đã biết Đức Kitô rồi hay không? Nếu chúng ta là những người đã biết Đức Kitô rồi, vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Kitô đang ở giữa chúng ta ngay bây giờ. Vậy thì câu hỏi có muốn hỏi quý ông bà và anh chị em, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có nhìn nhận ra Đức Kitô hay không? Đức Kitô đang sống giữa trong gia đình chúng ta, đang sống giữa trong xã hội chúng ta, đang sống giữa những cảnh khó khăn ngày nay. Vậy thì thật sự chúng ta có nhìn nhận ra Đức Kitô hay không? Và đặc biệt là những người Kitô hữu, chúng ta biết Đức Kitô là ai? Chúng ta biết Ngài là Thiên Chúa, Ngài xuống thế gian, chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Và có lẽ đôi khi chúng ta không nhận ra Ngài cũng giống như các môn đệ hôm nay. Họ không nhận ra Ngài bởi vì có một số những cái hành động rất là quen thuộc mà các ngài biết đó là Đức Kitô, như bài phúc âm đã nhắc cho chúng ta. Khi người cầm bánh chúc tụng bẻ bánh và trao cho các ông, lúc đó mắt các ông mới sáng ra, các ông mới nhìn thấy Ngài. Vậy thì câu hỏi thứ hai, con muốn hỏi quý ông bà và anh chị em, vậy thì Đức Kitô phải làm gì để chúng ta mới nhận ra Ngài? Ngài đã xuống trần gian, Ngài đã chịu chết, Ngài đã lập bí tích thánh thể. Vậy thì Ngài còn phải làm những gì nữa để chúng ta mới nhận ra Ngài? Và đặc biệt cho chúng ta những ai không biết Ngài, còn khuyến khích chúng ta hãy để ra một thời gian, chúng ta thưa chuyện với Đức Kitô như chúng ta thưa chuyện với một người bạn của chúng ta vậy. Chúng ta có thể nói với Đức Kitô: con không biết Ngài là ai. Hoặc chúng ta biết Ngài mà chúng ta không nhận ra Ngài, chúng ta cũng nói với Chúa: lạy Chúa, con không nhận ra Ngài. Và rồi chúng ta, tất cả chúng ta để cái thời gian đó chúng ta suy tư, và chúng ta thử nghĩ xem bây giờ Đức Kitô phải làm điều gì nữa để chúng ta mới nhận ra Ngài. Nếu Ngài hiện ra và làm cho người chết sống lại, hoặc Ngài làm những phép lạ này phép lạ kia, liệu chúng ta có tin Ngài hay không? Liệu chúng ta có nhận ra Ngài hay không? Hay chúng ta vẫn còn nghi ngờ? Và chính vì thế, tối hôm nay và ngày mai, con hy vọng chúng ta để thời gian và chúng ta có thể viết xuống được vài câu để làm gì chúng ta mới nhận ra được Đức Kitô. Và thật sự ra điều đó con thiết nghĩ rất là quan trọng. Vì nếu chúng ta đã ghi ra được những điều chúng ta ao ước để rồi chúng ta thật sự tin vào Đức Kitô, để rồi chúng ta thật sự nhận ra Ngài, thì con thiết nghĩ rằng một ngày nào đó Ngài sẽ đáp trả cho chúng ta những cái dấu hiệu đó. Vì Ngài cũng muốn chúng ta nhận biết Ngài để rồi chúng ta được ơn cứu độ, và đặc biệt là chúng ta những người Kitô hữu, để chúng ta nhận biết Ngài. Và để rồi câu hỏi thứ ba này, vậy là những người Kitô hữu, là những người đã nhận ra biết Ngài, chúng ta phải làm gì để những người chung quanh chúng ta cũng nhận biết Ngài qua chúng ta? Đức Kitô đã hy sinh mạng sống của Ngài. Ngài chết trên thập giá. Và vì quá yêu thương chúng ta, Ngài đã ngự lại trong bí tích thánh thể để làm của nuôi chúng ta. Vậy chúng ta là môn đệ của Ngài, chúng ta hãy bắt chước Ngài. Chúng ta chịu khó, chúng ta hy sinh, chúng ta chết cho những ý riêng, những cái sự nhỏ mọn, những cái sự xích mích trong gia đình chúng ta. Tuy những điều đó chúng ta không muốn thật, có lẽ đôi khi, nhiều khi
vợ chúng ta nói nhiều hoặc cằn nhằn hoặc làm những việc này việc nọ việc kia, chúng ta có thể hy sinh không? Chúng ta có thể chết đi cho cái ý riêng của chúng ta không? Để rồi gia đình chúng ta được đầm ấm hơn. Hoặc khi con cái của chúng ta làm việc này việc kia chúng ta không đồng ý, chúng ta có dám bỏ cái ý riêng đó không? Để rồi chúng ta trở nên Đức Kitô cho con cái, cho vợ, cho chồng. Liệu khi chồng của chúng ta không giúp chúng ta việc này việc kia, chúng ta có cằn nhằn không? Hay chúng ta cũng cố gắng nói với Chúa, lạy Chúa, xin giúp cho con để con trở nên giống Chúa hơn. Và rồi chúng ta cũng cố gắng, chúng ta bỏ đi những cái tính mê tật xấu để chúng ta chết cho những cái tội lỗi đó. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta cố gắng, chúng ta có thêm thời gian, chúng ta đến với Chúa, chúng ta xin Chúa để Chúa giúp cho từng mỗi người chúng ta, thêm sức cho chúng ta. Và cả những lúc khi chúng ta vấp phạm những tội lỗi đó, những yếu điểm đó, chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta. Và chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng, chúng ta làm những việc thiện. Chẳng hạn như chúng ta hay cằn nhằn, thì mỗi một lần chúng ta cằn nhằn như vậy, chúng ta sau đó chúng ta làm một việc tốt. Thí dụ khi cằn nhằn xong, chúng ta giúp con cái làm việc này, hoặc giúp rửa chén, hoặc giúp quét nhà, hoặc giặt quần áo, hoặc làm một cái việc gì đó tốt. Để làm sao? Để chúng ta nhắc nhở nhau rằng dĩ nhiên chúng ta là con người, chúng ta có những cái yếu điểm, chúng ta có những cái khuyết điểm đó, nhưng chúng ta vẫn muốn trở nên giống Chúa Kitô hơn. Và chúng ta muốn chết đi cho cái tội lỗi để chúng ta sống với Đức Kitô. Và cuối cùng, như Đức Kitô đã trở nên của nuôi thiêng liêng cho chúng ta, thì Ngài cũng kêu gọi từng mỗi người chúng ta trong gia đình, chúng ta cũng làm điều đó cho nhau. Và thật sự ra điều đó không dễ đâu, quý ông bà và anh chị em. Quý bà anh chị em biết mà, sống chung với nhau như vợ chồng, con cái, gia đình, ông bà, sống chung với nhau rất là khó. Chính vì thế chúng ta tiếp tục cố gắng, chúng ta tiếp tục, chúng ta hy sinh cho nhau những việc nhỏ thôi. Rồi khi chúng ta có thể làm được những việc nhỏ, thì rồi một ngày nào đó chúng ta mới có thể làm được những việc lớn hơn. Vì thật sự ra chúng ta chỉ có thể bước từng bước một mà thôi. Và quý ông bà và anh chị em biết, việc công việc thành đô Thiên Chúa, công việc giúp cho những người bất hạnh, đặc biệt cho những người già neo đơn, thai nhi, trẻ mồ côi và khuyết tật của chúng con cũng 21 năm rồi. Trong 21 năm đó, đâu phải một lúc mà chúng con làm được việc đó đâu. Từng ngày chúng con cũng phải vượt qua những cái khó khăn nhỏ và những thử thách và những cám dỗ. Và điều đó cũng nhắc nhở cho từng mỗi người chúng ta, chúng ta cũng cố gắng, chúng ta làm điều đó trong gia đình chúng ta đặc biệt. Để rồi chúng ta trở nên giống Đức Kitô hơn, để rồi những người chung quanh nhìn thấy Đức Kitô. Như hôm nay các môn đệ đã nhận ra Đức Kitô qua việc bẻ bánh, chúng ta cũng sẽ nhận ra Đức Kitô trong nhau qua sự hy sinh, qua sự yêu thương, qua sự tha thứ cho nhau. Và chúng ta sẽ phải tiếp tục suy tư, chúng ta phải làm gì nữa để những người chung quanh nhận ra Đức Kitô một cách rõ ràng hơn. Và nếu chúng ta là những người chúng ta không biết Đức Kitô, thì chúng ta hãy suy tư chúng ta cần những dấu chỉ gì từ Đức Kitô, hoặc cần những dấu chỉ gì trong những người chung quanh chúng ta để chúng ta nhận biết ra Đức Kitô. Và chớ gì trong tuần này và trong những thời gian này, con hy vọng tất cả chúng ta có những câu trả lời hoặc có những cái câu cho ba câu hỏi đó. Để rồi một ngày nào đó chúng ta thật sự trở nên Đức Kitô, và chúng ta nhìn nhận ra được Kitô, và chúng ta trở thành Đức Kitô cho nhau. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi,
ngôi cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và ngôi hai là con một Chúa Cha, nhờ Thánh Linh bởi lòng đồng trinh Maria mà xuống thế làm người, người chịu khổ hình, chịu đóng đanh để cứu nhân loài, người chịu chết và chịu táng trong mồ, tới ngày thứ ba người lại phục sinh và lên trời hiển vinh. Ngày tân thế lại xuống phán xét kẻ giữ người lành. Tôi tin kính Thánh Linh là Thiên Chúa ngôi ba. Tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Tôi tin một cuộc sống đời đời. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện giữa chúng ta khi chúng ta cử hành lời Chúa và Thánh Thể. Kết hợp với người, chúng ta dâng lên Chúa Cha những lời cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh và Thánh Thể khơi dậy niềm tin cho hai môn đệ làng Emmaus. Xin cho các vị mục tử trong hội thánh biết nhờ lời Chúa và Thánh Thể mà đem niềm tin cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Ngày nay, có nhiều người đang sống trong tình trạng bị thử thách đức tin hoặc bị lôi cuốn bởi của cải vật chất. Xin Chúa Giêsu phục sinh thường giúp họ trở lại tin kính Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Đau khổ là một phần tất yếu, không thể tránh khỏi của kiếp người. Xin cho toàn thể nhân loại, đặc biệt những người đang đau khổ vì mắc phải dịch bệnh Corona, luôn vững tin vào Chúa, để cuộc sống của họ luôn được bình an. Chúng ta cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Lời Chúa và Thánh Thể là nguồn sống của con người. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta chuyên cần học hỏi lời Chúa và năng lãnh nhận Thánh Thể để được sống muôn đời. Chúng ta cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Cùng thông hiệp với những người xin lễ hôm nay, mỗi người chúng ta hãy dâng lên những ý nguyện riêng tư và thành tâm tha thiết nguyện cầu. Chúng ta cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, khi chúng con thất vọng thì Chúa ủi an, khi chúng con gặp thử thách thì Chúa nâng đỡ. Xin ở lại với chúng con trong chiều tối của cuộc lữ hành trần gian và dẫn đưa chúng con đến bình minh rực rỡ là vinh quang phục sinh của con Chúa, người hằng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở lên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thân người. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trạng sư bên vực chúng con trương tòa Chúa. Người đã bị sa tê mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chung tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo minh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trương tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gerardo chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chưa để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con,
Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm trội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển thị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu khi người bẻ bánh. Hallelujah. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng con cho Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yêu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Con xin thông báo cùng quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật tuần tới, không phải ngày mai, nhưng mà Chủ nhật tuần tới, nhóm Night Columbus họ có cái chương trình quyên góp đồ ăn cho những người nghèo ở nhà thờ Saint Martha, không phải ở giáo xứ của chúng ta, nhưng mà ở nhà thờ Saint Martha, từ lúc 9 giờ cho tới 12 giờ. Thì xin quý ông bà và anh chị em nào chúng ta có những hộp đồ khô hoặc những cái đồ mà chúng ta có thể để cho những người nghèo. Thì Chủ nhật tuần tới, không phải ngày mai đâu, mà Chủ nhật tuần tới thì nhóm Night Columbus của giáo xứ mình sẽ tụ họp ở bên nhà thờ Saint Martha cách đây khoảng cỡ 15 phút. Thì từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa họ sẽ nhận tất cả những cái đồ đó để rồi Saint Martha có thể mai mốt sẽ cho những cái người ta cần đến. Một lần nữa con xin nhắc với quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta có ai có thể có những cái đồ khô hoặc những đồ chúng ta có thể cho những người vô gia cư hoặc những người đang là cần đến, thì Chủ nhật tuần tới chứ không phải ngày mai. Vâng, Chủ nhật tuần tới từ lúc 9 giờ cho tới 12 giờ ở nhà thờ Saint Martha. Nếu quý ông bà và anh chị em không biết nhà thờ Saint Martha, chúng ta có thể lên trên mạng, chúng ta có thể search nó khoảng cỡ 15 phút từ nhà thờ của chúng ta thôi. Hoặc có thể quý ông bà và anh chị em cũng có thể liên lạc với ban hội đồng mục vụ cũng được. Rồi có thể nhưng một ngày nào đó chúng ta có thể chúng ta gom hết chúng ta mang đi một lần cũng được. Nhưng mà Chủ nhật tuần tới là cái ngày mà nhóm Night Columbus họ sẽ làm những việc đó. Và một lần nữa con xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã đóng góp cho giáo xứ
qua gửi người ta gửi về giáo xứ hoặc đã đóng góp trên 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 mạng hoặc đã đưa cho chúng con. Chúng con cảm ơn quý ông bà và anh chị em rất nhiều. Chúng ta tuy trong thời gian này chúng ta ai cũng eo hẹp cả, nhưng cái đó là cái tấm lòng của chúng ta và Chúa biết điều đó. Và chính vì thế, con xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em một cách đặc biệt vì những sự hy sinh của quý ông bà và anh chị em mà giáo xứ chúng ta mới có tài chánh để chúng ta tiếp tục những cái công việc mục vụ. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Ta ơn Chúa.